Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 7 tháng 12 đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Trần Duy Sáng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú để làm rõ việc liên quan đến công tác quản lý trường học, vụ cô giáo bị học sinh xúc phạm tại ngôi trường này. Trong khi đó, nhiều chuyên gia, nhà giáo nói rằng cần có giải pháp chữa lành, tạo cơ hội cho học sinh sửa sai, trưởng thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, ông Giang Tuấn Anh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú. Quan điểm của huyện là chỉ đạo xử lý kiên quyết, chặt chẽ các vi phạm, khuyết điểm của học sinh, giáo viên, lãnh đạo nhà trường và những người có liên quan nếu có, đảm bảo khách quan, nghiêm khắc. Khi có kết quả sẽ thông tin chính thức với báo chí. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị đã yêu cầu Công đoàn Giáo dục tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị xử lý vụ việc ở trường Trung học cơ sở Văn Phú theo hướng kiên quyết xử lý hành vi vi phạm đạo đức, lối sống xúc phạm nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. Trong trường hợp cụ thể này, giáo viên trường Trung học cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động cấp huyện quản lý trực tiếp nên công đoàn trường sẽ có báo cáo. Với học sinh trung học cơ sở thì đây là giai đoạn đang thay đổi rất lớn về tâm sinh lý. Ở độ tuổi này, việc giáo dục cần phải rất kiên trì, nhẫn nại, có phương pháp phù hợp mới có thể truyền tải kiến thức, kỹ năng cho các em hiệu quả. Tuy nhiên, nếu học sinh vi phạm kỷ luật cần phải áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp đúng quy định, không bênh vực học sinh hư. Tối 7 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều tối 7 tháng 12, một vụ nổ lớn phát ra từ ngôi nhà thuộc xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, khiến ngôi nhà bị sập một phần. Ngay sau đó, công an huyện và các lực lượng chức năng công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Khu vực xảy ra vụ nổ là nơi kinh doanh đồ chơi trẻ em. Hiện lực lượng chức năng mới xác định được một nạn nhân tử vong là nữ giới, thường trú tại huyện Kim Sơn. Lực lượng công an đang thu thập thông tin, xác minh làm rõ vụ việc. Y học liên ngành là xu hướng tất yếu trong bối cảnh ngành y đang đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp. Việc kết hợp giữa nhiều chuyên khoa không chỉ giúp nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh mà còn thúc đẩy với sự đổi mới trong y khoa. Đây là một ca bệnh khó mà bệnh viện 199 Đà Nẵng chưa rõ nguyên nhân. Sau buổi hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành về nội tiết, chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu ICU của bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phát hiện ra khối u của bệnh nhân và hỗ trợ các bác sĩ bệnh viện 199 Đà Nẵng có phác đồ điều trị thích hợp. Chụp MRI sọ não thì ở bệnh viện đọc chưa thấy được cái hình ảnh u tuyến yên. Sau khi hội chẩn thì bên em có hướng chẩn đoán và điều trị được cho bệnh nhân ạ, và đã chẩn đoán xác định đây là một khối u ở vùng tuyến yên cho bệnh nhân ạ. Đây chỉ là một trong số những ca bệnh được hội chẩn điều trị thành công thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa của bệnh viện Đại học Y Hà Nội với các bệnh viện vệ tinh. Với việc phát triển hệ thống khám bệnh này, có thể phát huy tối đa việc phối hợp giữa các chuyên khoa, giữa các chuyên gia đầu ngành để cùng chẩn đoán từng ca bệnh. Có nhiều bác sĩ đã tiếp cận được với chẩn đoán hình ảnh từ xa này. Đầu tiên là tiếp cận cách làm. Các bác sĩ đã quen là dữ liệu đã số hóa, đưa lên trên hệ thống và xem ở trên hệ thống máy tính, trên các màn hình chuyên dụng về chẩn đoán hình ảnh. Nó sẽ tăng cái giá trị chẩn đoán lên cho bệnh nhân. Trước đây thì chỉ có tại những cái bệnh viện đại học, những bệnh viện có nguồn nhân lực rất là dồi dào phong phú mới có cái điều kiện để trao đổi về một ca lâm sàng cụ thể nào đó. Mà bây giờ thì với cái sự hỗ trợ này, các bác sĩ chuyên khoa sâu cùng ngồi với nhau có thể đến 3, 5, thậm chí có những ca khó có thể 7 bác sĩ chuyên khoa sâu ngồi thảo luận với nhau như vậy. Đẩy mạnh y tế liên kết trong khám chữa bệnh từ xa là giải pháp phù hợp với sự tiến bộ y học hiện nay. Điều này giúp rút ngắn được khoảng cách y tế giữa các tuyến và nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Tình trạng một số người dân, nhất là thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Đáng lưu ý, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, không ít người cho rằng việc đó là bình thường, mang theo để phòng thân và chưa ý thức được đó là việc làm vi phạm pháp luật, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Dao găm, lưỡi lê, mã tấu, bình xịt, hơi cay, không khó để gặp những trường hợp như thế này trong các buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ban đêm của các tổ 979 Công an tỉnh Khánh Hòa. Lý do mà những người này trình bày cũng rất khác nhau. Quay chỗ này không? Rồi đây đây. Em mang cái này đi để làm gì? Dạ em tự vệ. Em mua em làm khuê phòng vệ. Dạ em chạy ban đêm. Chạy ban đêm thì không bị dao găm, lưỡi lê, rồi giáo mát,
là những cái công cụ vũ khí thô sơ. Còn theo quy định tại Điều 28 của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì người dân là không phải là đối tượng được trang bị vũ khí thô sơ. Do vậy, việc mà người dân đi đường rồi tự trang bị cho mình dao găm, lưỡi lê, dao mát là sai theo cái quy định. Thực tế hiện nay, số vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra đang có diễn biến ngày càng phức tạp, tính chất manh động và liều lĩnh, các đối tượng mang theo hung khí trong người hoặc để trong cốp xe máy, ô tô. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, khi không kiềm chế được, các đối tượng này sẵn sàng sử dụng vũ khí thô sơ mang theo để giải quyết vấn đề. Việc tàng trữ và mang theo các loại hung khí, vũ khí thô sơ bên người là một trong những nhân tố gây ra những vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, thậm chí là giết người. Trong cái mâu thuẫn sinh hoạt mà lúc đó chúng ta không thể kiềm chế là chúng ta lại sử dụng các cái công cụ này rồi để gây ra sát thương cho người khác thì cũng là gây rắc rối cho bản thân mình. Còn theo quy định thì đây là không đúng, là sai với quy định pháp luật. Theo quy định tại khoản 4 điều 7 Nghị định 144 của Chính phủ, hành vi mang theo trong người hoặc tàng trữ cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu tới 5 triệu đồng. Và trong vòng 12 tháng, sau khi bị xử phạt nếu tiếp tục vi phạm, sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không nên tàng trữ hoặc mang theo các loại hung khí, vũ khí thô sơ. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng gây nhiều hệ lụy xấu đối với bản thân và cộng đồng. Đại diện Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mạng 3G được cấp phép thí điểm ở Việt Nam tới năm 2009, trải qua 14 năm hoạt động. Đến nay, phần lớn người dùng đã từ bỏ và chuyển sang sử dụng công nghệ 4G với chất lượng sóng và tốc độ tốt hơn, độ phủ tới 99% dân số, nên công nghệ mạng 3G có thể được xem xét dừng trong 1 đến 2 năm tới. Ở Việt Nam, một số nhà mạng Việt Nam đã tắt dần trạm thu phát sóng 3G tại các khu vực có nhu cầu thấp, kích thích người dùng chuyển sang 4G. Theo đại diện Viettel Telecom, cho biết thuê bao 3G trên hệ thống của đơn vị hiện nay còn khoảng 2%. Sau khi khách hàng đã chuyển gần hết sang sử dụng 4G, việc tắt sóng 2G, 3G giúp các nhà mạng tiết kiệm được nhiều chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng, đồng thời có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho công nghệ mạng 4G, 5G và sau này là 6G. Tắt 2G, 3G đồng thời giải phóng băng tần vàng 900MHz để sử dụng cho mạng 4G, 5G. Với việc tắt sóng 2G và tiến tới dừng công nghệ mạng 3G, Việt Nam sẽ còn lại mạng 4G, 5G. Trong khi 4G đã ổn định và được người dùng chấp nhận rộng rãi, đến nay thế hệ mạng thứ 5 vẫn ở hình thức thử nghiệm, chưa thương mại hóa. Dù từ tháng 5 2019, Việt Nam ghi tên mình vào nhóm các nước đầu tiên thiết lập thành công cuộc gọi điện thoại công nghệ 5G. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh khi kinh tế khó khăn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Trong đó, học sinh trung học cơ sở được hỗ trợ 100%. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, doanh nghiệp giảm lao động, nhiều người mất việc, không còn thu nhập. Do đó, hỗ trợ học phí là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng với phụ huynh, học sinh. Cụ thể, năm học 2023-2024, tùy cấp học, nơi ở, học sinh được hỗ trợ học phí từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một tháng. Nếu được thông qua, học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí. Ở bậc trung học phổ thông, phụ huynh đóng thêm 100-200.000 đồng một tháng so với mức hiện hành. Còn ở nhà trẻ và mẫu giáo, phụ huynh khu vực 1 đóng thêm 160-200.000 đồng một tháng. Riêng khu vực 2, thành phố không hỗ trợ, mức đóng là 100 tới 120.000 đồng một tháng. Với bậc tiểu học, học sinh được miễn học phí theo luật giáo dục, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 1.847 tỷ đồng.